Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Nam, sinh năm 1983, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về hành vi giết người. Mà cụ thể là phóng quả đốt nhà khiến hai mẹ con tử vong. Đầu năm nay, Nam quen biết và chung sống như vợ chồng với Thái Cẩm Châu, sinh năm 1984, cùng trú tại địa phương. Trong thời gian chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nên Châu cùng con riêng là Thái Bảo Trân, sinh năm 2015, về nhà cậu ruột là ông Lâm Truyền Dân, sinh năm 1958, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc sinh sống. Mới đây, sau khi uống rượu, Nam nhớ lại việc gần đây Châu có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, nên tức giận đốt nhà của ông Dân. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy sau 30 phút, cứu được ông Dân còn chị Châu và cháu Trần đã tử vong. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả định giá tài sản để khởi tố bổ sung Trần Giang Nam về hành vi quỹ hoại tài sản.